lý được lính thì để em đó. Dạ, ngay chỗ này là ngay chỗ khu du lịch Thủy Châu, anh em hỗ trợ cho mình các anh em ơi. Dạ, mấy anh công an phường ra lập biên bản ghi mấy chữ rồi lấy giấy tờ mình đi luôn rồi. Anh đậu đổ, em đậu đổ, anh lập biên bản, em đậu đổ, em đồng ý, em ký, em lập bản, anh lập bản em nè, đậu đổ trên vỉa hè em đồng ý, em ký liền đó. Anh lập bản em đậu trên phần đường người đi bộ ngang qua là em không đồng ý. Đó, mấy anh cho người kéo xe em cũng được nữa, em không đồng ý là mấy anh bắt em lỗi đó. Tại giờ giấy tờ em anh cầm đi mà anh sao mà em mấy được. Anh em ra hỗ trợ giùm mình anh em ơi. Ngay chỗ khu du lịch Thủy Châu anh em ơi. Nè, ra quay chiếc xe anh luôn đi. Không, đây nè, đây đang xe đang đây. Đây. Dạ em xin lỗi anh tên gì, anh đội trưởng anh tên gì nè. Anh lấy chim nè, anh cứ quay đi chứ. Bản tên ta có đó, anh Lâm Thanh Nhàn, đội trưởng công an phường Bình Thắng vậy nè. Anh nói là công an phường Bình Thắng, mình cũng không biết nữa này là công an nào nữa. Nhờ mấy anh em ra hỗ trợ giùm mình mấy anh em ơi. Dạ mấy anh lại đây là xuống là ghi mấy chữ rồi tự ký với nhau rồi tự lấy giấy tờ mình đi. Em lại đây. Đây nè, anh nhìn điện thoại em đang quay cho xe nè. Nè. Em đậu. Đâu phải em không quay. Không phải em quay trực tiếp. Anh lập biên bản đúng, em dừng xe, em đậu xe ở đây thì em ký. Đây quay thẳng nè. Đây nè, em cái điện thoại em đang quay xe đây chứ đâu mà. Phải đậu hành lang vỉa hè. Nhưng mà anh có lập bản em là vỉa hè không? Anh chờ lập bản là làn đường người đi bộ ngang qua. Gần khu du lịch Thủy Châu ra hỗ trợ cho mình cái mấy anh em ơi. Có anh em nào gần khu du lịch Thủy Châu ra hỗ trợ cho mình cái. Mấy anh kêu công an lại kéo xe em về luôn, em đồng ý. Kéo xe em về luôn, em vẫn đồng ý. Xe em đậu đó thì cứ để đó. Đó dạ. Đó, xe em đậu vậy đó. Mà anh lập bản em là đè đậu trên làn đường người đi bộ ngang qua là em đồng ý. Giấy tờ anh em giấy tờ của em anh giữ anh đi là em không đồng ý. Anh đang giữ tôi nữa nè. Đây em cầm cái giấy, em chưa ký biên bản đâu mà anh làm như vậy sao được? Anh làm công an anh đâu làm vậy được. Ok rồi. Đó, bây giờ anh công an mà anh bỏ anh đi vậy đó sao được? Trời ơi, công an gì kỳ vậy? Cái này ăn cướp chứ công an vậy? Tôi la luôn cướp đó. Trời ơi, ăn cướp chứ công an gì? Tôi đang bị cướp đây nè anh em ơi. Hỗ trợ tôi cái. Chẳng chợ luôn. Để ai đằng nó làm gì nó. Má lại còn trốn người chàng con buông nó làm sao làm gì nó. Má chẳng chợ luôn. Tức giận quá. Khu du lịch Thủy Châu ra hỗ trợ cho mình các anh em ơi.
rừng đây nè, mình đậu ở ở trong này nè, mà nó lại nó kêu đưa giấy tờ cho nó coi, rồi nó ghi mấy chữ rồi nó lấy giấy tờ mình nó đi luôn rồi. Nó ghi nó biểu mình ký là mình đổ xe trên làn đường người đi bộ. Rồi mình nói không phải là mình đổ xe trên làn đường người đi bộ, nó lấy giấy tờ đi luôn rồi, nó kêu cho công an làm việc mà không biết công an nào luôn. Có anh em nào ở gần khu du lịch Thủy Châu không anh em ơi, hỗ trợ cho mình cái anh em. Xe mình đổ vậy nè, mà nó lại nó kêu là mình đổ xe trên làn đường người đi bộ ngang qua nè, làn đường người đi bộ ngang qua là sao đứt xe mình nè đó, mà nó kêu mình đổ xe trên làn đường người đi bộ ngang qua nha anh em đó, làn đường người đi bộ đây. Nó kêu là công an phường Bình Thắng nha anh em, nó kêu là vô công an phường Bình Thắng làm việc. Nhưng mà trong cái số công an này á, xưng đội trưởng á là anh La Thành Hưng á, là xưng là đội trưởng nhưng mà đã uống rượu bia nha anh em, trong người hơi nực nồng rượu nha. Công an này thằng nào mùi rượu bia không? Mùi lường luôn. Mà phải kiếm tiền mà. Đó, xe mình đậu vậy nè, kêu là đậu trên là trên đường người đi bộ. Ở đây tối đâu có coi được gì đâu thiện, nhưng mà nó vô á, nó vô sáu bảy thằng nó lại á, nó kêu là đưa giấy tờ cho nó coi, đưa xuống cái nó ghi mấy chữ vậy á, nó kêu ký vô, nó hỏi ký vô không ký, nó đưa phe nó ký, nó lấy giấy tờ nó đi. Có anh em nào cần ra hỗ trợ cho mình cái anh em ơi, ra cho anh mượn xe chạy vô công an phường Bình Thắng đi. Đó, xe mình đổ vậy nè, nó kêu á là đổ trên làn đường người đi bộ. Nó nói là công an phường Bình Thắng mà nó xỉn hết rồi. Hữu Hai ơi, Hữu Hai chạy ở gần chạy ra đây cho mình nhờ hỗ trợ mình vô cho công an phường á. Nó nói nó là công an phường Bình Thắng.
Dạ anh em lại hai ba người để đi cho công an phường gặp tụi nó. Xe mình đổ vậy nè mà nó kêu là đổ lên làn đường người đi bộ. Tụi nó xỉn hết rồi, nó nực nồng ngồi rượu bia, nó xưng nó là đội trưởng. Tên La Thành Hưng. Chỉ biết được là nó đội trưởng La Thành Hưng thôi. Soi đèn pin coi được cái tên là La Thành Hưng thôi, nó nói nó là đội trưởng. Nó xưng công an phường mình thắng nó lại nó lấy giấy tờ xe mình nó đi hết Ngọc Kỳ Lăng ơi. Nó kéo 6-7 thằng lại nó lấy giấy tờ. Chứ trên có gì đâu mà quay. Nó đi hết rồi đâu nó mà quay ra trên. Nè xe mình đổ vậy nè, nó kêu đổ lên là người đi bộ nè. Có live stream lúc đầu tụi nó lại. Có lúc đầu live stream á có hình ảnh tụi nó kéo lại đông lắm. Nó lại nó trắng áp mình á. Nó xe mình đổ vậy nè. Nó kêu là đổ lên làn người đi bộ. Ở ngay bãi giữ xe của khu du lịch Thủy Châu nè. Mình đậu ngay trước bãi xe của khu du lịch Thủy Châu luôn á. Đó. Cái vạch người đi bộ là sao đứt xe luôn. Sao đứt xe luôn chứ không có. Đó, giật người đi bộ nằm ở sau đó xe luôn.